thưa quý vị và các bạn tại việt nam vài năm gần đây việc kích động tụ tập đông người để gây dối trật tự công cộng tiến công lực lượng chức năng phá hoại tài sản nhà nước đã trở thành nghề của một số người tự nhận là nhà dân chủ, người yêu nước. Và do được sự hà hơi tiếp sức của thế lực thù địch ở nước ngoài, mà càng ngày nhóm người này càng tỏ ra ngông cuồng. Chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài Sự thật phía sau những cuộc biểu tình trái phép. Bài 1 có tiêu đề Phản nước, hại dân và phục vụ mưu đồ chính trị cá nhân của tác giả Thành Sơn Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đáng chú ý, sau khi được dư luận và các cơ quan chức năng vạch rõ bản chất, đông đảo người dân, kể cả một số người vì cả tin mà có hành vi lầm lạc, đã nhanh chóng nhận rõ mưu mô và trò hề của kẻ xấu, từ đó nâng cao cảnh giác, không để bị lôi kéo, lợi dụng. Từ đầu tháng 8 năm 2018, trước thực tế rất nhiều phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động lập thành tích chào mừng 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 diễn ra sôi nổi trên cả nước. Một số kẻ không muốn đất nước phát triển, thiếu thiện ý với xã hội đã mưu đồ kích động gây đối các sự kiện quan trọng này nhằm thực hiện chống phá chính quyền, phá hoại sự ổn định xã hội, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Lợi dụng mạng xã hội, họ đăng tải đủ loại lời kêu gọi, công bố kế hoạch để kích động tổng biểu tình toàn quốc vào dịp mùng 2 tháng 9 thậm chí tô vẽ coi đó như là một cuộc cách mạng tháng 8 lần thứ hai nhằm lật đổ chế độ, giải tán Đảng Cộng sản. Để thực hiện kế hoạch điên rồ này, nấp sau chiêu bài dân chủ, nhân quyền, nhóm người này vừa kêu gọi xuống đường, vừa công khai chỉ đạo người tham gia thực hiện các thủ đoạn hòng lầm rối loạn xã hội trên phạm vi động. Thật ê chề cho họ, dư luận trên mạng xã hội lập tức vạch trần bản chất lối trá lươn lẹo này đồng thời chỉ mặt điểm danh những kẻ ở trong và ngoài nước có ác tâm lợi dụng dân chúng để thực hiện mưu đồ đen tối. Trên thực tế, dễ nhận thấy rằng, không chỉ chăm chăm vào các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, các thế lực thù địch, một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí thường xuyên nhân cơ hội tìm đủ loại lý do kích động, tụ tập đông người, binh vực bao che người có hành vi vi phạm trật tự công cộng nhằm mục đích tạo dư luận ở ngoài nước Thực chất việc hô hào kích động kêu gọi xuống đường tổng biểu tình vừa qua chỉ là kịch bản cũ được làm dựng lại. Thủ đoạn lôi kéo kích động được sử dụng vẫn là trước hết một số tổ chức cá nhân lên mạng xã hội làm dùm beng một số vấn đề do họ bịa đặt vu khống dựng chuyện nhưng thu hút được dư luận thiếu tỉnh táo. Khi đã thu hút được sự chú ý của một số người, bước tiếp theo là kích động tụ tập đông người trái pháp luật nhằm thực hiện hành vi chống đảng, chống chế độ, thậm chí đòi khôi phục chế độ Sài Gòn thầy ma đã biến mất gần nửa thế kỷ. Từ năm 2015 đến nay, các hoạt động có tính toán, có lớp lang này được họ hô hào tổ chức khá liên tục. Mục đích là nhằm gây rối loạn, làm suy yếu chế độ, cản trở sự phát triển, làm mất uy tín của nhà nước Việt Nam. Qua đó tạo cơ hội đầu cơ chính trị cũng như tạo điều kiện cho các thế lực chống cộng ở nước ngoài thừa cơ đục nước béo cò. Điển hình là một số cuộc tụ tập đông người có hành vi bạo lực xảy ra năm 2016 dưới chiêu bài Vì môi trường chống công ty Formosa Hà Tĩnh. Trong các cuộc tụ tập này, nổi lên vai trò của một số linh mục và công dân theo thiên chúa giáo thuộc giáo phận Vinh, với những phát ngôn hành động cực đoan và được một số người như linh mục Nguyễn Duy Tân, quản xứ Thọ Hòa, địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ngô Quang Kiệt, nguyên tổng giám mục Hà Nội, hiện cư trú ở Đan Viện Châu Sơn, địa bàn tỉnh Ninh Bình, đến thăm Hiệp Thông. Từ nước Mỹ, một kẻ là Emily Pechle đến gặp gỡ, trao tiền ủng hộ. Trên Internet hiện còn lưu ảnh chụp bản viết tay của Linh Mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, địa bàn tỉnh Nghệ An, cho biết đã nhận từ Linh Mục Lê Ngọc Thanh sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, số tiền 348 triệu 250 nghìn đồng, 10.900 đô la Mỹ, 300 euro ủng hộ Phú yên kiện Forbesa hay lợi dụng tâm lý đám đông, sự bùng bột thiếu tỉnh táo của một số người dân để kích động gây nên cuộc tụ tập đông người có hành vi bạo lực gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Bình thuận và Thành phố Hồ Chí Minh ngày mùng 10 tháng 6 năm 2018. Sau đó các thế lực thù địch còn hô hào tổng biểu tình trong các ngày 16 tháng 6 và 27 tháng 6. Tuy nhiên lúc này người dân ở các địa phương đã cảnh giác tỉnh táo nên số người bị lôi kéo tham gia chỉ thưa thớt. Từ đó, có thể nói, cái gọi là tổng biểu tình đã lộ rõ bản chất chỉ là trò hề lố lăng. Ngoài ra, cũng phải kể đến một số cuộc tụ tập bất hợp pháp nhỏ lẻ cũng do mấy người tự nhận là nhà dân chủ, người yêu nước, hô hào và tổ chức như biểu tình vì cây xanh, vì môi trường, vì một số sự kiện và vấn đề liên quan Biển Đông, biểu tình của nhóm người được gọi là dân oan chuyên nghiệp. Thất bại vì không lôi kéo được người dân tham gia nhằm thực hiện ý đồ thâm độc, để đỡ phần bẽ bảng cây cú và tiếp tục nuôi mộng. Các thế lực thù địch, một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí chuyển hướng hô hào cái gọi là biểu tình tại gia vào Chủ nhật với liên tưởng viển vông. Nếu đại đa số đều ở nhà một ngày thì chợ búa phải đóng cửa, tất cả những phương tiện giao thông công cộng sẽ phải đình chỉ, máy bay sẽ ngừng cất cánh tàu vận chuyển sẽ không thể nhổ neo. Từ một ngày chủ nhật ngắn ngủi sẽ trở thành tiền đề cho các cuộc biểu tình đỉnh công bãi thị sau này. Là người tỉnh táo thì ai cũng biết vào chủ nhật hầu hết mọi người đều ở nhà cùng gia đình. Chắc chắn không ai coi việc ở nhà là một thái độ chính trị. Nên tại các gia đình, cuộc sống vẫn diễn ra đầm ấm, hạnh phúc, hoạt động xã hội cũng không bị đình trệ, khủng khiếp như kẻ xấu vẽ ra không quá lời khi khẳng định mấy năm nay ở Việt Nam biểu tình tồn tại như thứ nghề ăn nên làm ra của mấy kẻ cơ hội chính trị. Nhờ nghề này, họ vừa được suy tôn là nhà dân chủ, người yêu nước, vừa được nhận tiền tài trợ từ các tổ chức phản động ở nước ngoài để hành nghề quanh năm. Là nghề kiếm sống nên bất kể thời điểm nào, họ cũng cố tìm ra lý do để biểu tình. Địa điểm quen thuộc họ nhắm đến để tụ tập là nơi công cộng cổng các cơ quan nhà nước và đại sứ quán, chủ yếu để tạo tiếng vang được đại diện nước ngoài chú ý, được báo chí nước ngoài đưa tin, ảnh lên Internet thay cho chứng từ thanh toán tiền công. Khi bị ngăn chặn, họ tổ chức biểu tình du kích bằng cách một vài người tìm đến nơi khuất nẻo, dơ khẩu hiệu chụp vội bức ảnh rồi khuếch đại thành hàng trăm người để báo cáo với ai đó ở nước ngoài. Thảm hại hơn họ công bố cả ảnh cũ về biểu tình, vừa lừa bịp người xem, vừa có cơ sở quyết toán dự án đã ký kết. Tranh giành miếng bánh biểu tình, mấy nhà dân chủ, người yêu nước không e ngại tố cáo vạch mặt lẫn nhau. Như sắp đến kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, Quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 vừa qua, trang Facebook của Trung Lĩnh Nguyễn đăng lời kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc vào chủ nhật mùng 2 tháng 5 năm 2018. Lập tức Nhà dân chủ, người yêu nước Lã Việt Lũng, Mai Phương Thảo lên tiếng cho rằng kêu gọi của Trung Lĩnh Nguyễn chỉ có tính cá nhân và tranh cãi quyết liệt đã nổ ra. Rốt cuộc, như nhận được lời chỉ bảo từ các nhà dân chủ người yêu nước khác, Trung Lĩnh Nguyễn phải rút lời kêu gọi. Vậy là một cuộc tổng biểu tình đã bị đoản mệnh từ trong trứng nước, còn Trung Lĩnh Nguyễn thì bị đồng bọn quy tội muốn đánh bóng tên tuổi muốn một mình nuốt trọn các khoản tài trợ từ nước ngoài. Chưa kể, dù luôn tự nhận có lòng yêu nước hơn người khác, nhưng hầu như các nhà dân chủ người yêu nước lại thờ ơ với những khó khăn của đất nước, thờ ơ với cuộc sống còn vất vả của đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Khó có thể nói là có liêm sỉ khi vào những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9, trong khi nhiều vùng trên cả nước gặp thiên tai nặng nề, hàng nghìn đồng bào mất hết nhà cửa và tài sản, cơ sở hạ tầng ở nhiều nơi bị tàn phá, rất nhiều người chết và bị thương, hàng nghìn hecta lúa chín có nguy cơ mất trắng, và toàn dân đang nỗ lực cứu giúp đồng bào ở các vùng gặp thiên tai, thì họ vẫn thản nhiên hô hào đi biểu tình. Sự thiếu nhân tính này giúp giải thích vì sao khi được kêu gọi đi biểu tình nhân danh lòng yêu nước, nhiều người đã phẫn nộ bày tỏ sự khinh bỉ với những kẻ vô lương tâm, chỉ vì toan tính cá nhân mà trà đạp lên lẽ sống của cộng đồng. Trò hề của mấy nhà dân chủ, người yêu nước đã không thoát khỏi con mắt tinh tường của nhân dân và với thực tế cả nước vừa phấn khởi tưng bừng đón Tết độc lập, vừa góp công sức giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn đã khiến lời nói việc làm của nhà dân chủ, người yêu nước càng thêm lạc lõng, lố bịch. Trước thực tế thảm hại đó, trên một trang mạng chống cộng khét tiếng ở nước ngoài, một kẻ vào ngày mùng 2 tháng 9 chỉ hong hóng ngồi chờ tin thắng trận từ biểu tình mà bật vô âm tín đã phải chua chát thốt lên. Có lẽ tôi ước mong nhiều lắm chăng, có thể vì hy vọng của tôi cao lắm chăng, và chính những điều đó đã làm cho tôi hụt hẫng trong tâm trạng đầy chán nản. Mới đây, trong video clip mang tựa đề có hay không tổng biểu tình mùng 2 tháng 9 đăng trên trang nửa vòng trái đất của Derek Phạm, người Mỹ gốc Việt Nam. Sau khi theo dõi các phương tiện truyền thông, kiểm chứng từ rất nhiều nguồn, người làm video clip thông báo hầu như không có cuộc biểu tình nào diễn ra, đã bổ sung. Chỉ một sự kiện có nhiều người tập trung với số lượng rất lớn ngay tại Hà Nội kéo dài từ sân bay nội bài cho đến sân vận động Mỹ Đình để đón đội tuyển Olympic Việt Nam từ Indonesia trở về đúng ngày 2 tháng 9. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng có một sự kiện rất nhiều người tụ tập là đến trung tâm quận 1 theo dõi màn bắn pháo hoa. Đó là sự thật mà mấy nhà dân chủ người yêu nước cần nhìn thẳng vào đó để nhận diện chính mình. Không chỉ với Việt Nam, mà với quốc gia nào cũng vậy, mọi hành vi phá hoại sự đoàn kết thống nhất của dân tộc lật đổ chế độ đều bị pháp luật trừng trị vì thế việc vừa qua tòa án nhân dân ở việt nam tổ chức các phiên tòa xét xử những đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân gây dối trật tự công cộng với những bản án nghiêm khắc đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân bởi dẫu thế nào thì kẻ xấu cũng không bao giờ có thể lợi dụng lòng yêu nước chân chính của nhân dân để thực hiện mưu đồ phản nước hại dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài Phản nước hại dân và phục vụ mưu đồ chính trị cá nhân của tác giả Thành Sơn. Trong nhóm bài hai kỳ có tiêu đề chung là Sự thật phía sau những cuộc biểu tình trái phép. Bài đăng trong một bình luận phê phán Báo Nhân dân. Chương trình tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.